Con này ghê. Ê, 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 ê. Cái chạy bạc đó là nó. Xin chào Mojun và Jenny. Thì hôm nay mình quay lại với Mèo tiếp tục là chú tệ của những cánh cổng. Chú tệ những chiếc vỏ. Thì nếu các bạn cảm thấy thích cái series này á, thì đừng quên chia sẻ video của tụi mình. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh của hai tụi mình, trời tối luôn, đừng quên ấn nút đăng ký. Link của hai bạn mình sẽ để cái ở phần mô tả video. Chúng ta sẽ nói về cái phần trước là đi ngủ chứ đã. Xây cái nhà. Chiu. Nơi nhà. Rồi xây ống khói mình cũng đã làm thêm ống khói rồi. Nếu các bạn có theo dõi tập trước khói. Đó. 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 Xây nguyên cái sàn luôn. Áo. Úi lỡ. Đấy. Đang tính cái sàn nhà. Chỗ này là cái chỗ đi mai. Trước mình bị chết như thế đó. Mình mất hết đồ rồi. Đang tính xây phòng ngủ ở bên này nè. Đâu? Ở đây nè. Tính xây phòng ngủ ở đây. Đó, bạn thấy không? Cửa mở đồ, cái màu xanh đẹp phải. Sướng. Đó. Ê sẽ đảm nhiệm một cái nhiệm vụ đó là xây cái phòng ngủ. Đúng rồi. Làm bộ đồ cho hai đứa để tiếp tục làm sao chúng ta đi khắp hết thế giới. Trong lúc mà Jenny chưa có vào thêm vào cũng đã đi mai được một mớ và lấy lại đồ mình đã mất. Ok, bây giờ để coi coi. Ấy bị gãy rìu rồi. Đầu tiên không? Tôi đầu tư, hồi nó sẽ đầu tư cho tôi đi ngủ thôi, đi ngủ thôi. Ngủ à, ngủ ngoài đi. Tối luôn. Đó rồi, ở trong mà tôi nó để là ở bây giờ mới slam nè, slam chân ở đây nè. Ha, vậy cũng được nữa hả? Không biết nữa, ở trong không biết là có hay không nữa. Nhưng mà này mình đâu cần đi tìm slam đâu. À. Tập tới thì mình sẽ đi tìm cái hòn đảo ở trên mây. Hòn đảo trên. Are you feel like good fully mighty? Ủa này lấy gì đây? Kinh nghiệm nữa hả? Tôi không thấy tôi chặt kìa, tôi đào nhanh hơn tí nào. Chứ phải ép thêm gì vô. Ông đào mà ông giúp gì không? Tiểu nghệ vãi. Tôi quơ quơ kìa. Trình cao rồi. Trời coi. Ông thấy tôi đào không? Rồi thấy. Á đào mà. Đây. Kiểu bỏ công đồ. À, giờ tôi sẽ làm bộ đồ. Chúng mình đây khá nhiều rồi. Chắc là giống nhau á. Ồ, nhìn được rồi. Hơi nhỏ nhưng mà thôi, kệ đi. Ủa, ông vứt cho tôi cái rìu iron đâu hả? Ờ, đúng rồi, có rồi cơ mà. Ủa, tôi tưởng là nâng cấp lên chứ. Không phải. Vậy là mình phải luyện lại từ đầu cái điều Iron á. Ủa vậy là không có cái điều Iron, điều bằng sticker rồi à? Ờ. Không phải, nãy luôn có, tưởng là ông cũng có luôn. Bọn tầy. Giờ mình xài như thế nào đây? Xài như bình thường thôi, mấy cái điều rõ rõ vô nè. Từ đầu lên tôi rõ nữa. Au. Trời ơi. Ây da, cái này. Chisu gần xong rồi. 18 mà không biết có đủ không đây. Rớt cái gì? Rớt cái gì không? Không biết nó tự nhiên cái này đồ nó rớt. Quá. Ồ, được rồi. Dưới này là sẽ chắc là cái sàn bằng marble đi. Ây da. Chơi teo. Ôi. Ôi, đã thế. Tôi còn không? Ờ, còn 3 block vàng kìa. Ủa vàng đi. Ta. Ok. Ổn rồi. Ủa
cho nó dễ chạy lên chạy xuống. Còn làm được cái gì nữa ta? Coi tôi đục cho hư luôn cái chì xồ này. Lỗ nào ra ra lỗ đó. Gỗ ra gỗ. Ừ. Cái này ra cái này. Ok. Ra được. Ổn rồi đó. Ồ, cái này có vẻ vui. Ok. Giờ tiếp theo đó là làm đồ kiếm. Kiếm. Wow. 4, 3, 2, 1. Không, hết luôn. Hết luôn. Vừa đủ luôn. Vừa đủ luôn để. Rồi cho hai cái giường vứt cái này. Một trái đi. Phía trên đầu mình làm gì vậy ta? Phía trên đầu mình lấp đất. Ồ. Coi coi cái khối đá này còn này. Gì vậy? Gì vậy? Cái này là gì vậy? Gỗ à. Gỗ hết luôn á. Chỗ này cho cái bậc thang đi em. Bậc thang, bậc thang. Biết đục được bậc thang không ta? Ai biết? Thử xem. Không đục được cái này. Không đục được. Chứ là không. Những cái bậc thang không có đục được. Nó có cái mod kia kìa. Cái mod mà có cái cây mà nó cưa cưa đồ ra. Cưa đồ. Ok. Cái chỗ này không được xuống. Lava đang chảy xuống. Thôi quá, để đi kiếm một cái xô lava. Mà trong cái con đó có cái lava luôn. Yeah. Trong cái con đó. Ủa là sao? Ý nó rớt ra cái xô lava cho ông luôn á hả? Đâu, đâu. Kiểu như cái chỗ nó đang ở, chỗ đó nó đang tắm lava vậy đó. À, hút con đi. Ồ, món đồ này. Con gì nó cứ hú ghê vậy bay. Au. Cái nữa. Chúng bây giờ mình có rất là nhiều đồ, lava mình sẽ đổ cho này. Để cho nó hoạt động, nó nấu thêm. Ok. Mày khá là ổn rồi đó. Có sao nãy giờ mình... mình xếp 3 block vàng và 4 import là nãy giờ mình cảm thấy 3 block vàng không hết. What? 3 block vàng. Dạ đúng rồi, tôi đi mai mà. Trời ơi kinh dị. Nói chung là xuống đây đi xuống mai á, đi tìm lại bộ đồ mà không có đạt đồ mà xuống đi mai mà. Cái hồi nãy bạn mới vô game bạn thấy không? Có sắt nè. Mai mấy cái con gì nè. Hư cấp rồi. Đập cái quặng, cái nó ra mấy cái con mà hồi nãy mình mới phá cái chỗ của Jenny đó. Nó rớt ra con đó, xong rồi giết con đó sẽ có hơi xuôi ra được vàng. Lấy vàng mình nấu. Yeah. Ok, cái cúp từ đâu rồi? Ủa, cái cúp đó mất tiêu rồi. Ôi, mỗi lần sửa là hai vàng, hai sắt luôn. Ý, có cái khối gì lạ quá kìa. Khối gì màu tím á. Tanzanite ore. Đi đâu rồi? Đang ở dưới. Xa lắm. Quên. Thanh niên đi không cấp đút luôn. Có mà. Ủa sao khối dust steel mình không. Ủa được. Ủa thanh niên đâu rồi? Cái chỗ này có phải không vậy? Đi đến cái đường cũ của ông á. Cái đường cũ á, đi xuống xuống dưới luôn phải không? Ok. Có tiếng ghê lắm ông mày. Có khi chết ngẩm. Ủa, ông rớt xuống dưới luôn hả? Tôi đâu rớt đâu. Ủa? Đi bộ mà. Đi từ này ra. Đây nè, thanh niên đây nè. Rồi. Mày, đó cái chỗ mà mày ở đó đó. Mai mình sửa đồ ở đây. Eo, ui. Dữ quá vậy. Hết hồn. Trời ơi. Đó. Ok. Giúp cái con đó hơi thua có vàng đó men. À, hiểu rồi. Hỏi ra nhờ mấy con. Ê. Con này ghê. Ê. Cái chai bạc, đó là nó. Giết nó. Ê, nó bên tôi đi đâu vậy? Bắt cóc. Ê. Ô rớt ra obsidian kìa. Nó rớt obsidian á. Kim cương.
Kim cương đi. Mấy thằng hai chín hả? Cùng là gì ta? Ờ hết đuốc rồi. Hết đuốc à? Hả? Nãy đuốc nè, đuốc nè. Có đuốc đem theo cỡ. Cái gì? Tôi có thang, tôi có mang theo cầu thang. À đuốc nè. Ghé đuốc. Thôi nè. Gì vậy? Đúng không? Không phải. Ủa, kẹt. Ngon. Đó. Lại phép. Ê, 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 hết hồn. Tưởng té. Ông đại học phát tôi tưởng, tôi té. Nhắm mắt nhắm mũi đi vậy. Rồi, bên này có gì? Rồi đi một hồi nhớ được lên không em? Salamander. Có đá đỏ đằng kia kìa mà có con thằng lằn ở đằng đó ghê quá. Là ông có mang xô nước không? Có cái xô thôi chứ không có nước. Ê! Có nước hay không? Au! 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 Ủa bây giờ tôi mới được cái thành tựu Grab kìa. Ờ tôi làm được cái xô. Ờ mà không có nước hả quên. Quế tính. Đổ nước xuống là nó đi hết luôn rồi. Ở bên kia có đá đỏ. Đây mới đá đỏ gì làm được chơi. Ừ mà nó có mấy con kia kìa. Salamander kìa. Nó kêu ghê quá à. Ê, ê, đừng cho lên, đừng cho lên, đừng cho nó lên. Ông đào đi hay là tôi đào? Đó là bị cháy sao? Ê da, ủa sao tôi đi nhanh dữ vậy? Phải giữ nhúc ship mà sao đi nhanh dữ vậy? Ủa tôi giữ nhúc ship mà sao tôi đi nhanh dữ vậy ta? What? What what? Tay mở rồi. Ủa ông có cảm giác ông giữ nút ship ông đi nhanh không? Ông nhanh như bình thường luôn á. Không, nút ship luôn nè. Hả? Nè tôi đang giữ nút ship nè, đi nhanh là nhanh luôn. Bấm nút E lên cơ, thằng đi bấm nút E lên cơ, có bị gì không? Không. Có cái hiệu gì không? Không. Không. Đi cấu rồi. Giờ nó đỏ nè, lên được chưa? Đi nhanh nè, ok lên đi, lên đi. Gì lạ vậy? Trời chết. Mày ơi. Ý, ủa sao ông đi nhanh vậy? À bên kia. Ô. Ơ ơ ơ ơ ơ no đâu rồi đâu a à, lại con này nữa. Cắn ông. Ê bên này chưa đi, bên này chưa đi. Rồi đâu rồi. Bên này chưa đi nè. Trời vứt bớt mấy cái linh tinh xuống dưới. Ô lên cấp. Kiếm này là cấp được gì không? Ok 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 chạy. Ủa vàng kia. Dust Steel nè. Chả hiểu Dust Steel này nó Dust Steel. Ok. Tôi đi bỏ tôi lạc luôn, tôi sợ lạc luôn lắm nè. Đi đi thôi. Hợp chết bắt hết đóng đồ, sợ vãi. Ế, cái gì vậy? Mình nhớ học là mình công thức của nó cũng khá là dễ. Nó chính là bữa chè này, rồi như thế này, rồi như thế này. Và mình lấy cái block này nè. Rồi Grab ở phía trên. Thì đập cái này ra. Làm tiếp cái nhà. Làm tiếp cái phòng ngủ kìa. What? Vậy là không làm được tool nè. Không, tôi làm được cái tool tay sạch. Rồi còn cái tool phọt thì chưa làm được. Tụi phọc. Để tôi xin tìm hiểu ở cái tầm sao hết. Cái gì? Con chó nó bị gì kìa? Ông bao con trai cho con cái này nè. Cái gì vậy? Cái này nè. Cái nó kiểu nó muốn tạo điểm nhấn thôi. Chỉ là điểm nhấn nho nhỏ trên cái nhà của mình thôi mà. Trời nó có bị kẹt, nó biết ra được kìa. Cái nè đúng rồi, bả chú đích nó phải làm ở đây nè. Bạn đúng bựa luôn. Coi nè, chó này chắc quá không hả? Ừm. Chó này quá không? Má. Kìa lúc tôi kìa. Bà bị điên rồi.
โจ้โอเคแต่เห็บกันไหนนะครับใช้หลังกันไหนอ๋อก็ก็ไม่กี่เดย์อะเตะเตะรอยรอยเอ้าของกี่นะตาโอ้จีโซตัวสเปลเลยโอ้โหแต่รอยจีโซแตกลุงเลยริปเดี๋ยวจะหวายปัจจุบันกลับไปคิดดูหัวหน้า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 nấu được nhân hai quả á, ông biết không biết không biết có một quả sắt mà nấu cho cái lò sẽ được hai quả á, ok, marble tiếp tục dùng marble thì sẽ cái nào là tốt nhất nè, thử làm này coi, hai cái luôn đó, nó lẹ, đó.À không, chỗ này nó trống hả? Ờ, chắc không được rồi, cái này không được. Đấy. Cái này chắc chỉ để ở góc thôi. Ây da. Ây da, khó xây quá. Thế thế. Đi. Đi. Yeah. Rồi.Đục thêm, thêm, đục thêm. Nó lâu khô quá. Dark steel đó là cái dùng để xài cái god weapon thần. Chiu 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 chiu. Bỏ vô. Đó. Bây giờ không biết phải xây sao nhìn cho nó hay đây.Đó, tôi đầu tư hẳn luôn, bốn cái lò nung. Bốn cái lò nung luôn á? Yeah. Bá. Bốn cái lò nung luôn. Ơi. Bây giờ tắt nhiều quá trời rồi hả? Ủa vậy hay thôi. 37 block sắt. Block quá, block quá. Yeah, that's right, yeah. Ủa có bị nhầm không, block? Đúng rồi, block luôn á. Để chút coi có cái mod ra.À, chết rồi, cái này bị nhầm rồi. Ồ, cho 1-2 block xây nhà đi. Hả? Bao nhiêu? 1-2 cái thôi. Anh đi, lấy đi. Nhiều lắm. Ủa, lấy sắt đẹp lắm. Sắt nó làm ra mấy, nó đục ra mấy cái đẹp lắm luôn. Đẹp lắm rồi. Nó đục ra mấy cái đẹp lắm. Chết rồi, bị nhầm điều này rồi. Đây. Đây.Phạt, chết. Cái này là gì? Rồi, cái dạng mới nè. Cái dạng này để có gì ta? Sao đây ta? Này của gì ta? Này của Tinker nè. Tinker. Thôi cái chỗ này sẽ đục cái này màu đen này đi. Làm thử cái món đó xem nè. Rồi, được rồi, ổn rồi. Hẳn là ổn rồi. Có cái này đây.Cái này đây và hai cái này bên còn thiếu cái đồ cầu thang. Giờ muốn làm cầu thang thì hơi bị khó. Để coi thử coi làm cầu thang bằng cái có cái này vô được không? Thôi hiện tại cái này có đâu được đâu. Quá là bỏ cái này vô à? Sắt đâu? Block sắt không giấu đâu vậy? Đây block sắt đây. Trong lò chưa có lấy ra. Trong lò.Trời ơi, chỗ không biết một vàng ông nâng cấp hết cái lò thành sắt luôn. Ghê đi. Nhiều sắt quá, mới vừa đi mai là một ít quá nhiều sắt luôn. Rồi, ok. Rồi, đâu. Một block iron. Ở đây có 4 block nè. Ok, được rồi. Trời ơi, sắt nó cho ra block đẹp lắm luôn á. Purple space, block iron. Thêm thử xem nàô cái gì nè, woo đẹp quá trời, mới lên mới luôn núi giông cùng quyến thích ghê cả, trời, vô trang trí buồn ngủ chơi vậy, bởi tôi cũng thấy quả lóc này còn ổn, bóc cho coi ai là ông cũng lấy cái giống trang tôi luôn, ông bên tôi bên chứ, ông
Ha, để trên trên trần đó, ok, trên trần cứ để vậy đi. Kiểu này giống như... Cái gì? À, giống như là kiếm cái bờ lóc nào mà nó có chấm chấm. Kiểu giống như nhìn ra ngoài sao đó. Ờ. Đấy. Đấy, 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 đấy. Tôi phải cho bớt mấy cái linh tinh vào trong nhiều đồ quá. Để coi block thang sẽ ra cái gì ra. Thang nhiều lắm. Chắc xấu lắm. Ok. Rồi, khu vực này thì sẽ chắc phải sử dụng cái khác rồi. Mày chỉ sổ thang coi. Rồi. Ê. Ôi, block thang có chỉ sổ được không? Sợ cháy nhà. Buồn vậy. Ờ. Ten ten hai thằng hai cái ký hiệu khác nhau luôn. Cái này được không men? Cháy nhà không? Cháy nhà gì ba? Nhìn nó đen đen ghê quá à. Nhìn đen đen hơi ghê. Ồ, đá thường thì sao ta để thử đá thường coi. Họ đá thường nó chỉ số cũng đâu có mấy cái bình thường à. Cùi bắp. Granite. Cũng vậy luôn. Không có cái đá nào đặc biệt lắm, kiểu... Nạp lên cái đi men. Em lỡ còn giết ông còn cấu đi gì. Hả? Sao? Không có gì không gì. Mặc, mặc cái gì lên cơ. À, vậy. Hả? Bây giờ ta có được rất là nhiều rồi. Để kiếm một cái... Chắc phải làm thêm cái rương gì đó. Ủa. Ồ, lapis đẹp nhất. Rồi sau đó đến mấy cái block kim cương. Thôi làm cái cửa đi, đo. Đo là cái cửa này sắt và thủy tinh. Có cát không nhờ? Cát à? Cát à? Cát à? Rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Ui, chú sắp hết đồ ăn rồi. Ui, từ hai cái da bò nó đâu ra hả? Gì hai da bò? Yeah. Obsidian có ghép được gì vô mình không? Ô có con gì kìa. Ô con cái cánh nó bự quá. Tốt kia kìa ba. À con chim. Ê. Chim lúc đầu gì nè. Nó là lúc đầu con cần cổ dài hay sao đó. Đúng rồi. Cái này tôi sẽ làm cái cửa. Cửa à? Ta sẽ làm cái cửa. Đá đỏ nè. Rồi, ta có đá đỏ rồi. Rồi cửa đây coi có mấy cái cửa đẹp lắm. 1, 2, 3, 3, 3 player. Tôi phải tìm rồi. Ông sử dụng cửa gì? Cửa thủy tinh á. Thủy tinh, thủy tinh. Ủa cái đó rồi ta. Ủa cái mod này không tìm được theo ý thích rồi ta. Kiểu nó không có lọc bên mình á. Hay là có ở đây. Có được không? Không ai. Nè áo bóp là chữ A cộng rồi mờ A chứ mà. Mà A hả? Cộng mờ A nó ra một lần thách list cho mod à. Rồi, con thấy. Yeah. Như có gì đó thiếu thiếu. Có nhiều thang này chứ. Có nhiều sắc rồi đúng không ạ? Là mặt cầu thang này. Sliding trap door. Ủa? 1, 2, 3. Ủa, vậy tính ra cái này nó tự động rồi hả? Đâu cái nào? Kiểu cái cửa này nè. Trước đây là... Cái nào? Đâu mình phải nhấn chuột phải mà. Không phải nhấn... Mình phải kích hoạt đá đỏ cơ. Mà có cái đá đỏ dưới cơ. Đó, ủa? Cái cửa này nó tự động mà ta? Ê, ý là có một cái là tự động còn một cái là... Đó. Không, cái tự động mà nó đã gỡ từ phiên bản 1.8 ra đi nó gỡ rồi. Ê! Nó gỡ một cái cảm biến tự động, một cái thanh đen đen á. Ờ, sao kỳ vậy? Nó gỡ rồi. Ý là chắc là không phù hợp rồi, buông. Ê, ê, bậy rồi. Rồi mình làm cái cửa rồi, cái thác bên ngoài được nè mẹ. Chặt nó, chặt nó. Chặt không? Ga đi, tui ga. Nó chết rồi. Ê! Chó tôi dí ông kìa. Ngồi xuống. Xíu xíu. Ok. Đấy, nó bắn kìa. Ủa. Ôi, nhìn cái cách của nó cầm một cái tay cầm kiếm. Chém qua cái tay mà cung kìa. Ghê đi, ơi, chắc phải đi ngủ à. Ngủ
đi ngủ. Chết con phát. Phòng ngủ mới. Ê. Đồ này ghê quá. Đó gì không? Thường thì con nó rất obsidian đó. Rồi đi ngủ đi. Ghê quá. Cái con nó bỏ một lần mà mình ngủ á là nó đợi nó phá mình á. Ok, vậy đi ha. Vậy đủ rồi á. Yeah. Nó chạy kìa, Nó chó rồi, nó chạy à. Con này sợ chó lắm. Này. Ây da. Ok. Ổn rồi. Rồi thì chào thôi. Chào đi. Trời ơi, chào chỗ này nguy hiểm quá. Ok, nếu các bạn thích tập này thì các bạn hãy để lại một like và đừng quên qua channel của Jun này. Jun để subscribe cho và like cho anh ấy nhé. Và hẹn gặp lại bạn tập sau. Bye bye.